Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì lâu lắm rồi mình mới ra video, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game Football PES 2020. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cách một số cái tính năng ở trong game Football PES này mà anh em chưa biết. Anh em nào biết rồi thì có thể ủng hộ mình bằng một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Anh em nào chưa biết thì có thể theo dõi video này nhá. Ok, đầu tiên thì đó sẽ là nâng cấp cầu thủ, cách nâng cấp cầu thủ ở trong eFootball PES 2020. Thì ở trong nâng cấp cầu thủ này nó sẽ có hai loại nâng cấp, một là nâng cấp bằng thẻ kinh nghiệm, hai là nâng cấp bằng thẻ cầu thủ. Thì thẻ kinh nghiệm thì chúng ta đá thì nó sẽ cho thẻ kinh nghiệm, còn thẻ cầu thủ thì chúng ta có thể chuyển cầu thủ thành thẻ cầu thủ đều được nhá. Thì anh em sẽ click vào phần câu lạc bộ rồi. Thì nó sẽ là phần tiếng Anh thì nó sẽ là phần gì nhá. Anh em có thể kích sang phần thứ hai nhá. Đây, mình sẽ đây, nó không có tiếng Anh, nó có tiếng Việt thôi. Thì em cứ click sang phần thứ hai này nhá. Đây, phần đầu thì nó sẽ là cái gì? Phần thứ hai là intermission ấy. Đấy, cái phần câu lạc bộ này, phần thứ hai này. Đấy, xong anh em sẽ click vào ô thứ hai bên này. Ô này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có 5 phần. Phần đầu tiên là cầu thủ này, phần thứ hai là huấn luyện viên này, thứ ba là suộc này, thứ bốn là play card và thứ năm là trailer. Thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến cái phần trailer này thôi nhá. Click vào đây. Rất nhiều anh em mình trước cũng đã video đây là chuyển cầu thủ thành thẻ kinh nghiệm nhá. Đấy, anh em mà chọn những Messi này, những Messi, Lukaku này, Coutinho, Ronaldo, Ronaldinho vân vân nhá. Thì anh em sẽ mất cầu thủ nhá, anh em lưu ý nhá. Đây, mình sẽ chọn những cái cầu thủ mà mình không dùng nhá. Đây, đấy, sau khi chọn xong thì anh em sẽ ấn vào Roasting này, mình tiếp tục. Đấy, thì nó sẽ có tổng cộng là 6 cái thẻ kinh nghiệm cầu thủ nhá. Thì là mình chuyển từ cầu thủ sang nhá. Đấy, anh em sẽ ấn vào trở về này, anh em sẽ kích vào phần cầu thủ này. Bây giờ anh em, ví dụ anh em muốn nâng cấp cho ai thì anh em có thể chọn ra đây. Mình sẽ chọn là cầu thủ của Việt Nam duy nhất là mình có. Đây là Đoàn Văn Hậu. Đấy, thì ở trong PES này là sẽ có 4 cái tên Việt Nam đó. Đó là Đoàn Văn Hậu của FC Heerenveen, Nguyễn Công Phượng của Sanh Truyền Đình và Đặng Văn Lâm của Mường Thông Tức và Lương Xuân Trường của Bundesliga Vĩnh Tức. Nhưng mà Lương Xuân Trường thì hình như là mình có thẻ Bundesliga thì không có Lương Xuân Trường. Nhưng mà khi mà mình tìm thì vẫn có Lương Xuân Trường vào thì vẫn đã thuộc đội bóng Bundesliga, chắc là bên PES vẫn chưa cập nhật được. Mình chỉ có là Văn Hậu thôi. Đây, click vào đây thì anh em sẽ click vào hình mũi tên này, mũi tên đi lên này. Đấy, click vào. Đấy, cái đầu tiên màu vàng này là thanh lý hợp đồng nhá, nghĩa là bán cầu thủ ấy. Thứ hai là thông tin cầu thủ này. Đây, Đoàn Văn Hậu này đang chơi cho SC Heerenveen của Việt Nam này, chiều cao là 1m85 và 20 tuổi này, chân thuận là chân trái này, vân vân này, rất nhiều này. Khuôn mặt thì cũng khá là giống. Đấy. Thứ hai là phần thứ ba là phần tập luyện này, thứ bốn là phần ký hợp đồng này. Đấy, dùng cái này là thứ năm là dùng vật phẩm này. Thứ sáu là khóa cầu thủ này, mình sẽ chọn tập luyện này. Rồi mình sẽ chọn hết luôn nhá. Anh em có thể chọn tùy ý anh em. Tiếp tục này. Đấy. Như vậy là chỉ số của Đoàn Văn Hậu là 75, nên là số thẻ kia thì không đủ để nâng cấp. Ok ạ. Thì nâng cấp anh em cứ nâng cấp thôi. Nâng cấp khi nào anh em thích full thì cho full. Đây, Đoàn Văn Hậu đâu nhỉ? Đoàn Văn Hậu của mình đang chỉ số là level 51, thì đến level 70 là full này. Đây, Lukaku mình đã full này. Cũng có cả Van Dijk nhá, Cookie, rất là nhiều luôn. Club như
chọn vào phần trailer này. Thì nếu bây giờ có thẻ thì nó sẽ hiện những cái thẻ ở đây. Còn anh em không có thẻ, em có thể đổi cầu thủ ra thẻ này. Thì anh em đừng nên đổi những cầu thủ mình hay đá nhá. Như Lukaku, Messi này là mất cầu thủ đấy nhá. Rất nhiều anh em mới chơi không biết, anh em cứ chọn những cầu thủ ít này này. Đấy, ít chỉ số mà anh em không dùng ấy. Đấy, xong anh em bấm đôi sim tiếp tục. Đấy, sau đó thì anh em click ra chọn vào phần đầu tiên này. Chọn cầu thủ muốn nâng cấp, mình sẽ chọn tiếp tục vào đó phải không? Đây, nâng cấp. Đấy, nó đã lên được rồi. Ok, thế thôi, nó giảm vậy thôi. Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn tất cả anh em cách nâng cấp cầu thủ trong PES 2020 nhá. Thì anh em nào mà thích video thì ủng hộ cho mình nhá. Hãy like và subscribe. Thì những video sau mình sẽ làm những cái video tương tự như thế này để hướng dẫn cho anh em mới chơi nhá. Ok, cảm ơn anh em đã xem video nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.